lười make up và gội đầu để đi ra ngoài, gái sinh 6 năm không yêu ai. Nhiều người thường cho rằng hẹn hò là một phần không thể thiếu của tuổi trẻ. Nhưng ngược lại, ngày càng có không ít người trẻ thờ ơ với chuyện yêu đương, thậm chí họ còn vô cùng vui vẻ và hài lòng với cuộc sống độc thân. Cô nàng Kim Hyeri, chủ nhân của kênh YouTube triệu subscriber series Hyeri là một ví dụ. Cách đây không lâu, Hyeri đã đăng tải một clip giải thích 7 lý do mà cô nàng không hẹn hò. Cụ thể, quá thích việc ở nhà, không muốn lãng phí cảm xúc, không quan tâm đến người khác, tính cách độc lập, không biết phải nói chuyện gì với con trai, không bị cô đơn và rất hạnh phúc dù chỉ có một mình. Clip 7 lý do không hẹn hò của Hyeri. Ở mỗi lý do không hẹn hò, cô nàng lại chia sẻ để dân mạng có thể hiểu rõ ràng hơn. Chẳng hạn như vì quá thích việc ở nhà nên Hyeri sẽ không có cơ hội gặp gỡ, làm quen với người mới. Và giả sử như có bạn trai rồi thì sẽ phải ra ngoài đi ăn, đi chơi cùng nhau, trong khi đó, cô nàng hoàn toàn không thích vì mỗi lần như thế sẽ phải, ngủ dậy thì phải tắm, rồi sấy tóc, make up, mặc quần áo rồi đi ra ngoài, ôi chỉ nghĩ thôi là mình thấy stress rồi. Đặc biệt, Hyeri còn cho biết 6 năm qua cô nàng đã không có bạn trai, và cũng không có dự định sẽ hẹn hò trong tương lai. Lần cuối cùng Hyeri hẹn hò là từ năm 21 tuổi, những mối tình của cô nàng cũng diễn ra trong vánh chỉ 1 tháng hay 1 tuần nên cũng khó có thể gọi là hẹn hò được. Kim Hyeri 26 tuổi, là YouTuber nổi tiếng người Hàn nhưng có khả năng nói tiếng Việt cực trôi chảy. Cô được giới trẻ Việt yêu mến vì biểu cảm dễ thương và giọng nói tiếng Việt khá chuẩn. Những video dạy tiếng Hàn, ăn thử đồ Việt hay reaction các MV ca nhạc do cô nàng đăng tải, cũng thu hút cả trăm ngàn đến cả triệu lượt xem. Series Hyeri. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.